Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Vlog Star Đi Xem, là bài hướng dẫn về Android. Bây giờ chúng ta sẽ làm hai việc. Đầu tiên là xử lý cái sự kiện click của cái thằng category này khi click vào đây, và sự kiện việc thứ hai là chúng ta cần tạo ra một cái danh sách để hiển thị lên những cái thằng này, để hiển thị lên cái này thì mình sẽ gọi nó là new list activity. Thì đấy là cái phần hướng dẫn cho cái bài tutorial này. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một cái class là new list activity. Nghe hơi ngu. Nhưng thôi. Nghĩ tên mệt lắm. Như này. Và chúng ta cũng s về on create như này. Đây là xong cái phần đầu tiên. Tiếp đến là như thường lệ chúng ta cần phải vào đây để chúng ta khai báo cái này. Nhưng mà bây giờ mình sẽ không 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 làm đầy đủ như thế kia nữa, mà mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cách để chúng ta sử dụng cái cách này. Tức là chúng ta sẽ chỉ khai báo cái category như này thôi. New list activity. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta có cái cách này, thì chúng ta thêm vào những cái tên này, và bây giờ chúng ta có cái cách ngắn gọn như này. Thì bây giờ chúng ta mà muốn chuyển từ cái category activity sang cái new list activity thì chúng ta phải làm như nào? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta cũng override cái phương thức on list item click này vào. Chúng ta cũng intent bằng new intent đây. Chết nhầm. Intent đây. Thì các bạn sẽ thấy nó có rất nhiều cái loại khởi tạo khác nhau, thì chúng ta sẽ sử dụng context và class ở đây. Thì cái này sẽ là this, và cái này chính là cái new list activity.class. Thì các bạn sẽ thấy đây chúng ta có cái gì. Đấy là chúng ta sự khác nhau với lại cái thằng thằng gì nhỉ? Paper activity. Paper activity thì chúng ta start create intent với một cái tên. Tên này được map với lại cái thằng ở trong manifest. Thì bây giờ chúng ta sử dụng cái category này thì không dùng cái tên, mà chúng ta sẽ dùng cái chính class để thực hiện. Và chúng ta cũng start activity cái intent đây. Chấm phẩy. Và mình cũng muốn intent chấm put extra một cái variable chấm chấm gì nhỉ, chấm category như này. Thì mình sẽ tạo ra, và ở đây value ở đây chúng tôi cần đấy là cần cái paper. Thì cái việc này dùng làm gì thì mình sẽ giải thích trong một vài cái tutorial nữa dễ hiểu hơn. Giải thích bây giờ nó hơi khó hiểu. Chúng ta sẽ chuyển cái paper này lên thành biến, thành attribute chứ không phải local variable trong on create nữa. Rồi chúng ta thêm đây, chúng ta nhảy vào cái variable, chúng ta thêm một biến tương tự như biến paper này nhưng mà nó là category, và chúng ta thay cái này bằng category như này. Và trong cái new list activity này bây giờ chúng ta set title, thì đây tôi mặc định là test news ví dụ như này, thì để nó dễ hiển thị thôi chứ không có gì cả. Thế là xong cái phần setup cho cái thằng new list activity. Chúng ta làm hai việc. Đầu tiên là chúng ta tạo ra cái list activity này, và chúng ta việc thứ hai là chúng ta set cái content. Đâu nhỉ? Đâu rồi? Thằng đấy là thằng create activity đây, chúng ta có cái này. Thì tương tự như thế thì ở bên list activity này tôi cũng sẽ cần một cái gọi là bundle get it
giống hệt với lại những cái đứng trước, những cái tutorial trước mà các bạn đã được hướng dẫn. Bằng đồ chấm get, get này là get in variable chấm category, int category bằng, ví dụ như này thì nó chỉ là như này thôi. Thì để cho dễ thì các bạn có thể cộng với category ở đây cho nó hiển thị lên được, tùy các bạn. Xong, bây giờ chúng ta chạy thử xem nó ra cái gì. Xin lỗi các bạn, tôi muốn chỉnh sửa thêm một tí chỗ này. Đầu tiên là cái put extra này cho category thì tôi sẽ thêm là cái position chứ không phải là category. Và một cái nữa là cái này là paper thì chúng ta cũng sẽ để là paper ở đây và paper ở đây. Như này thì như này, lúc này chúng ta sẽ tạo ra sẽ truyền vào tham số là hai hai cái số nguyên. Và ở bên này, ở bên chỗ news activity thì tôi cũng sẽ lấy ra int paper bằng với lại bundle chấm get in variable chấm paper ở đây, thì tôi cũng sẽ lấy ra hai cái biến. Và đồng thời chỗ này tôi sẽ cộng vào paper và cộng ở đây như thế này. Và bây giờ chúng ta chạy chạy thử để xem.